Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về việc xét duyệt quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho phi công Trần Ngọc Duy hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Cụ thể, thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và nghị định của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy, cấp bậc thiếu tá, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng phi đội 1, trung đoàn 921, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân. Thiếu tá Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, cư trú tại tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh hy sinh vào trưa 31 tháng 1 năm 2023 trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, chiến đấu tại sân bay Yên Bái. Trong lúc hạ cánh, máy bay Su-22 gặp sự cố, anh được lệnh nhảy dù, nhưng do cố cứu máy bay nên khi chiếc Su-22 rơi, anh Duy đã hy sinh. Sáng 1 tháng 2, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm thiếu tá trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Ban Thường vụ Trung ương đoàn cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh. Chiều cùng ngày, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 cho anh Duy.